Hello chào tất cả anh em quay lại video tiếp theo của tôi anh em nhé. Video này tôi sẽ lấy điều đi lấy bẫy chuột đi bẫy mèo. Mày bảo bẫy được cái mẹ? Có. Thế? Mồi đâu? Mồi mua cá kêu gì á? Hôm nay mà lấy cá là lấy bẫy không? Hôm nay mà lấy cá à? Anh phải đi với em nhá. Hả? Anh phải đi với em nhá. Đi gì? Sang bên kia. Đi. Tôi đi thu bay về để tôi lấy em ạ. Xin lấy mấy cái bay về để tôi ạ. Em một tình yêu mới giờ em ở nơi nào, vương trời nào, có ở gần anh không? Em ơi anh chợt nhớ. Em ơi anh nhớ em lắm. Em biết không? Đây vẫn đợi giấc mơ. Giờ em phải nhớ nhớ đi xa nữa. Đủ. Gì bị chạy lặng xài thứ ba. Tôi đang nơi ấy, em có xa tôi không? Giờ cũng một mình sợ hay lặng mình một mình thôi. Giờ em phương trời nào còn có quan trọng với tôi không? Em phương trời nào
giờ là của ai? Phận người ai bên nước nó rất tâm thương, nhiều khi rất nhớ em, anh không thể nói xa được vì cuộc sống ấy đã giết tim anh. Dù anh muốn nói anh rất yêu em. Là bùng bùng lạ, bùng bùng lạ, bùng 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 lạ. Lại thêm một ký ức cỏ bà. Vâng, lấy cỏ chứ gì đấy bà. Mới là chào bác Nhung hay là con bác Nhung? Nhung nào ạ? Từng đã mới ở chỗ nhà ấy hay là mới cứ ở nhà cô nhà bác Hải nhỉ? À, cháu làm với anh Quang. À, Quảng. Quang. Vâng, cháu làm, cháu ở với anh Quang. Cháu từ Sơn La xuống cháu làm với anh thôi. À, Sơn La. Vâng. Tưởng nó nói là con cháu chủ nhà bác như nhà bác chị cả. Cháu đi làm. Ta bảo là mới nói tiếng phổ thông, ta bảo là anh mới là ở chủ nhà bác Nhung. Cháu xuống làm đi quay với anh Quảng. Quảng. Vâng ạ. Một cái hay là bốn cái thôi anh em ơi. Nhiều khi rất nhớ nhưng vẫn nhớ em từng giây một, chỉ là không muốn nói ra vì nói ra cũng bằng không. Thích nói ra
nói ra. Mệt người. Nhiều lúc cũng muốn vấp ngã nhưng mà nhớ ra nhà đeo có tiền nên tôi hãy tự sinh tự gánh vác. Bốp. Còn một cái nữa thôi. Cái nữa. Ok rồi. Được vấp ngã em từng nói em rất yêu anh. Bởi vì quá khứ em không đẹp nên anh mới không yêu em như lúc mới yêu. Anh chén em xong thì cùng lúc anh nhạt nhòa. Vào bên kia. Dạ. Em sẽ không quản cho anh. Em cũng chẳng yêu anh như lúc đầu. Anh rất nhớ thương em vì em rất quan trọng. Nhớ nên em cũng nhớ anh. Hiện tại em không có lựa chọn. Chiều khi rất nhớ
rất nhớ nhiều nhớ đầu đầu rất nhớ anh, rất nhớ em được ngày bởi vì trời nắng gió sương chẳng được ngủ đầu gió sương không mau vì rõ mây ui 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 nhiều lúc anh cũng bối rối những nhiều đêm nhớ mong từng ngày đêm thơ bốn cái đủ rồi. Đây đâu rồi? Đây bên kia mày. Đây kiếm đây điểm được vào chứ. Thì đấy mèo giật cho pet thì đứt bố đi. Điêu. Tao lấy điêu này. Không, giờ này ok thôi. Hả? Thế này được thôi. Được đâu. Mèo, sức mèo mày biết
mèo nó như thế nào. Lộn vòng kiếm cây đi. Thời gian còn nhiều lắm. Kiếm đâu? Lộn vòng quanh quanh đây này. Còn kia tắm thế, thằng kia câu kiểu gì? Không biết câu gì thì bây giờ. Tìm dây mày. Chỗ này đây, mình có dây. Đâu? Chỗ này mà tìm chứ, đằng này làm gì có dây gì? À, em đi lấy dây điện bên này. Dây điện chắc được ấy. Dây cáp ấy. Nhớ em, anh nhớ em mỗi ngày. Nhiều khi đêm về nhớ, nhớ luôn nhắc đến tên anh. Chỉ nhung nhớ những thời gian ấy đã dần tan. Hưng Nhang là công ty đéo gì? Công ty Hưng Nhang chịu. Đời công ty Hưng Nhang là công ty đéo gì? Công ty Hưng Nhang là công ty gì? Công ty gì? Nhang. Nhà em có một cái đấy, có bao giờ đốt nhang mà. Đốt nhang ấy nhà em có đốt vào đám ma. Hoặc là nhà làm cố gì cúng. Thấy nó cúng nhưng mày đốt gì? Đốt hương. Đấy. Chứ không có nhang. Nhang rồi. Nhang là người khác nhau. Rồi con dao đâu? Dao đâu? Rồi 5 mét. Rồi lại chú 8. Tôi sáng lên giữa văn này đời rồi. Rồi ai đấy? Chú. Rồi 24 giữa ở đây. Hỏi như kiểu hỏi bạn đấy. Rồi sáng nó đến tắm từ 7 rưỡi nhá. Cái gì? Sáng nó đến tắm từ 7 rưỡi đến 10 rưỡi nó mới về. 7 rưỡi nó về. 7 rưỡi đến 10 rưỡi nó mới về. Thế nên đi học cái gì? Thứ 7 nó học. Sao nó mang vào lô đi làm gì? Chắc nó học một chiều không? Chắc đi học thêm. Chắc học thêm 1 chiều. Nó mới 1 thằng nữa, 2 thằng. 7 rưỡi là đến 8 rồi. Chả trách đen là đúng. Không chê vào đâu được. Bên kia đông rồi.
Thế đằng kia câu gì? Mục đích là cái gì? Hả? Vẫn chưa hiểu mục đích. Anh đi làm có thể làm gì ạ? Câu. Hả? Câu. Mục đích mình đi quay video. Thế
Huế. Con điên, con chạy về đón tàu về xuống đi. Ờ, chỗ nào con tuyến đang ở chỗ nào? Đón cậu Tuyến á? Ừ. Cậu Tuyến đi đâu? Xong rồi cậu Tuyến đưa cô ra để cậu Tuyến đi công ty ở xe. Thank you.
ai đây ạ? À? À cậu Tuyến à? Cậu đang... Chú cháu vẫn còn đang tuyển. Đi quay video thôi. Vâng. Lương vốn cố định là 4 triệu rưỡi một tháng. Làm thêm thì 1 tiếng 15 đến 17 nghìn một video. Cháu là đi làm 7 giờ đi làm, 5 rưỡi nghỉ, 7 giờ sáng. Đó. Cháu ở 03 Hà Bằng, thành phố Sơn Tây. Thôn 3 Hạ Bằng. Cậu dùng Zalo không, gửi qua Zalo gì hơn. Ta xem nào. Sao này tôi không nhớ.
Đi bộ ở đây á? Đi đặt cái anh sang đi đặt cái anh làm gì? Lấy cá đi. Đi đặt anh không lấy cá em đặt gì? Mấy phút rồi? 55 Đây. Rồi tôi sẽ quay xe tôi về nhé.
bạn làm cùng mà. Hả? Có bạn làm cùng. Cậu hai sáu. Cậu hai sáu. Mẹ của nó là bà của em. Nó ở đâu? Nó ở Hòa Bình. Tắt kìa, kết thúc chưa? 159. Chiều khóa xe. Chưa xem đâu. Con về mà ôi, cho chó. Con kia nó đang choáng nhỉ. Con về cho chó. Bây giờ xuống. Đang xuống, đang xếp đồ xuống. Từ Hòa Bình xuống. Giờ á? Đang xuống đây á? Hả? Từ Hòa Bình đang xuống. Đang xuống đây. Tối nó ở đâu? Ở nhà mẹ em. Mẹ em cũng là chị nó mày. Em nên cháu rồi thế. Chị ruột á? Mẹ của nó nhỉ? Là kiểu như là anh trai của ông em ấy. Mẹ của nó anh trai của mẹ của nó là con của anh trai của ông ngoại nó. Tôi ta thiếu mẹ đâu đổ lắm. Video của tôi đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video khác. Tôi nhé, chào và hẹn gặp lại.